Mến chào quý vị và các bạn, Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất và chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị, theo China Weather Networks, một đợt mưa lớn mới bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc sông Dương Tử kể từ hôm thứ Hai. Trong hai ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, nhiều nơi ở miền Bắc có thể hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong năm nay. Ở Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc và các nơi khác có mưa to, có mưa rông cục bộ. Hôm thứ Ba, diện tích mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ lên tới 288.300 km², là ngày có biên độ mưa rộng lớn nhất trong đợt này. Hôm thứ Hai, một đợt mưa mới đã ảnh hưởng đến các khu vực phía Bắc của sông Dương Tử. Lượng mưa thường xảy ra từ phía đông của Tây Bắc Trung Quốc đến phía tây của Nội Mông, trung tâm và phía tây bắc của Trung Quốc, phía tây của Hoàng Hà và sông Hoài Hà, chủ yếu mưa nhẹ đến vừa. Phía đông của Cam Túc, phía nam của Ninh Hạ, tây và bắc Thiểm Tây, tây Sơn Tây có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Ở phía nam của Hà Bắc, phía tây của Hà Nam và những nơi khác vẫn có mưa lớn cục bộ. Cục khí tượng dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến thứ Tư, lượng mưa tích lũy ở một số khu vực sẽ là 150-200mm, có nơi có thể lên tới 250mm. Cam Túc, một tỉnh nội địa phía tây bắc của Trung Quốc, đang hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Bắt đầu từ sớm thứ Hai, lượng mưa đã xuất hiện ở Hà Đông, tỉnh Cam Túc, chủ yếu tập trung ở Bình Lương, Thanh Dương, Thiên Thủy, Long Nam và các thành phố khác. Theo quan sát, từ 10 giờ đến 15 giờ ngày hôm đó, hơn 70 trạm đo trong khu vực đã có mưa lớn. Hôm thứ Hai, Lan Châu đã trải qua trận mưa lớn nhất trong năm nay với lượng mưa tối đa là 94,6mm. Lượng mưa khiến nhiều con đường ở khu đô thị Lan Châu bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị ngập. Ngập nơi sâu nhất là 80cm. Một tuyến đường trung chuyển chính trên đường Nam Sơn bị ngập trên diện rộng. Đài quan sát khí tượng Trung ương Lan Châu đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn ở tỉnh Cam Túc vào lúc 18 giờ 20 hôm thứ Hai. Từ 8 giờ đến 18 giờ ngày thứ Hai, mưa bão lớn với lượng mưa hơn 110mm đã xuất hiện ở một số nơi ở huyện Cang, huyện Huy, huyện Trang, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc và huyện Tĩnh Xuyên, thành phố Bình Lương. Đài quan sát khí tượng Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 7 giờ 40 ngày thứ Ba, sau đó nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 9 giờ 28 phút trong 2 giờ tới. Khu vực cảnh báo sớm bao gồm 6 khu đô thị của thành phố Thái Nguyên, các quận, thành phố như Thanh Xu, Cổ Giao và Dương Khúc. Trong khu vực cảnh báo, lượng mưa ở một số thị trấn đã đạt hơn 80mm trong 3 giờ qua và lượng mưa sẽ tiếp tục. Lượng mưa tại các khu vực cảnh báo khác phổ biến từ 30-60mm. Dự báo lượng mưa trong 6 giờ tới cũng đạt hoặc vượt trên 60mm. Hàm Đan, Hà Bắc hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi trong khu đô thị bị ngập lụt. Theo các quan chức thành phố Hàm Đan, tất cả các cầu vượt trong thành phố đã bị cắt và sông Phú Dương đã đầy, gây ra dòng chảy ngược. Nhiều máy bơm tiêu cao áp đã được huy động để bơm nước mạnh, nhưng trời vẫn mưa. Phần phía đông của khu đô thị nước đã ngập nhiều nơi, tạo thành biển nước. Đài quan sát khí tượng Hàm Đan đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 5 giờ 20 sáng thứ Ba. Lượng mưa tại trạm đo lượng mưa vành đai phía Bắc trong khu vực đô thị đã vượt quá 110mm. Dự kiến lượng mưa sẽ tiếp tục và có mưa ở một số khu vực của khu đô thị có thể đạt tới 140mm. Theo trang tin Thời tiết Hà Bắc, tính đến 9 giờ sáng thứ Ba, lượng mưa trong 24 giờ ở Hàm Đan là 171mm và ở Vĩnh Niên là 144,3mm. Mưa gây ngập úng đô thị nghiêm trọng ở Hàm Đan, ngã tư đường Phúc Hy và Liên Phương bị ngập lụt nghiêm trọng. Độ sâu nước tại ngã tư đường Phục Hy và đường Nhân Dân là 60cm, đường Quảng Minh và đường Triển Lãm là 80cm. Theo cư dân mạng, mương nước gần bệnh viện Trung ương cao đến thắt lưng. Ngoài ra, nhiều nắp cống thoát nước ở thành phố Hàm Đan đã bị cuốn trôi. Vì vậy, mọi người hãy cẩn thận ở những nơi không biết độ sâu của nước. Vào lúc 5 giờ 20 sáng thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hàm Đan đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Thành phố Hàm Đan bị ngập úng nghiêm trọng. Tại Thạch Sa Trang, Hà Bắc cũng đã ban hành báo động đỏ do mưa bão. Đài quan sát khí tượng Thạch Sa Trang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Ba. Hiện tại, lượng mưa lớn đã xảy ra ở Thạch Sa Trang và dự kiến lượng mưa sẽ tiếp tục trong 3 giờ tới. Tại Trảng Hoàng, Nguyên Thạch, Cao Nghĩa, lượng mưa ở Cẩm Châu và Fukasawa có thể vượt quá 120mm và các điểm riêng lẻ có thể vượt quá 170mm. Kể từ hôm thứ Ba, một đợt mưa lớn mới cũng đã ập đến Trương Gia Giới, Hồ Nam. Từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều thứ Tư, quận Vĩnh Định, thành phố Vũ Lăng Nguyên và quận Silly ở Trương Gia Giới thường có mưa to đến rất to, có nơi mưa to. Tại thị trấn Nguyên Cốc, trấn Viên Cốc, quận Vĩnh Định, lượng mưa lớn nhất tại thời điểm này là 277,5mm. Trụ sở kiểm soát lũ lụt của thành phố Trương Gia Giới đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 trong thành phố từ 11 giờ trưa thứ Tư. Sơn Đông đưa ra cảnh báo màu xanh cho mưa lớn và cảnh báo màu vàng cho gió mạnh trên biển. 7 giờ sáng thứ Ba, Cục Khí tượng tỉnh Sơn Đông đã đưa ra dự báo thời tiết quan trọng. Dự kiến từ đêm thứ Ba đến đêm thứ Tư, một số khu vực của Tây Bắc, Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Nam Sơn Đông và tại một số khu vực ở bán đảo có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy toàn thành phố phổ biến từ 80 đến 110mm, có nơi từ 150 đến 200mm.
cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, dự báo đến đêm thứ ba có gió ở biển Bột Hải và eo biển Bột Hải sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đến thứ ba, gió ở Bắc và Trung Hoàng Hải sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Để đạt được mục tiêu này, Đài quan sát khí tượng tỉnh đã ban hành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh và tín hiệu cảnh báo gió biển màu vàng vào lúc 7 giờ. Lâm Châu, Hà Nam ban hành cảnh báo mưa bão đỏ. Cục khí tượng Hà Nam, Lâm Châu đã ban hành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 9 giờ 54 sáng thứ ba. Lượng mưa ở một số thị trấn trong thành phố đã lên tới hơn 200mm. Dự kiến lượng mưa lớn sẽ tiếp tục trong 3 giờ tới. Theo Cục khí tượng Hà Nam, các trạm khí tượng của thành phố Vị Huy, thành phố Tân Hương, thành phố Huệ Tiên, thành phố Tiêu Tác, thành phố Giao Chỉ và huyện Bảo Phong, thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam đều đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Mưa lớn ở Kinh Môn, Hồ Bắc lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi. Theo Đài quan sát khí tượng Kinh Môn, từ 20 giờ tối thứ hai đến thứ ba, thành phố Kinh Môn đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa dông cục bộ, khu vực mưa lớn tập trung chủ yếu ở lưu vực Hồ Thiểm Hoàng Đăng, lưu vực sông Thiên Môn. Trạm có lượng mưa lớn nhất là Thiểm Dương, trạm Dương Mã Lai 600mm, đền Lạc Hán Khúc Gia Lĩnh 441,8mm, vịnh Thiểm Dương Đại Bắc là 372,9mm, cảng cũ Trung Tường là 376,2mm, Khúc Gia Lăng là 135,1mm, thành phố Cảnh Sơn là 130,3mm, thị trấn Kinh Sơn Thạch Long là 219,5mm, Kinh Sơn Bình Bá là 195,3mm, Kinh Sơn La 167,7mm. Hiện tại các thảm họa như ngập úng đã xảy ra ở nhiều nơi của Kinh Môn và sạt lở đất trên đường hàng không Kinh Môn không gây thương vong. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng từ 8 giờ sáng thứ ba đến 8 giờ sáng thứ tư, lưu vực phía đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam, hầu hết Hồ Bắc, Trung và Bắc An Huy, Tây Nam Giang Tô, Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông, Trung và Nam Hà Bắc, một số khu vực như Thiên Tân, Trung và Nam Bắc Kinh đã có mưa to hoặc mưa rất to, trong đó có nơi mưa to từ 130 đến 220mm. Các khu vực trên có mưa cục bộ, kèm theo đối lưu mạnh thời tiết như mưa lớn ngắn ngày, dông và gió giật mạnh, cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất từ 50 đến 70mm, có nơi có thể có lượng mưa vượt quá 70mm. Kính thưa quý vị, miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn đáng kể từ hôm thứ Hai. Bộ Dân Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, tính đến 9 giờ sáng thứ Tư, 1,931 triệu người ở 135 quận thuộc 37 thành phố, thuộc 7 tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây và Cam Túc bị ảnh hưởng, 95 người chết và mất tích. Ước tính con số thực tế còn nhiều hơn thế này. Hôm thứ Tư, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Bắc Kinh đã nâng cảnh báo mưa bão lên màu cam, trong khi Phòng Sơn và Môn Đầu Câu, nơi có lượng mưa cục bộ tương đối lớn, từng đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đến 4 giờ chiều thứ Tư theo giờ Bắc Kinh, các trạm quan sát lượng mưa ở Bắc Kinh có lượng mưa trung bình là 184,9mm và Phòng Sơn, Bắc Giao có nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 392,4mm. Mưa xối xả có lúc khiến 17 tuyến đường ở trung tâm thành phố Bắc Kinh bị hỏng, một số ga tuyến tàu điện ngầm số 4 và tuyến Đại Hưng ngừng hoạt động. Quảng trường ngầm của xe ga lửa Tây Bắc Kinh bị ngập trong nước mưa. Đến khoảng 16 giờ 30, một lượng lớn nước ngập trong hầm đường bộ chính thức của quảng trường phía Bắc của ga xe lửa miền Tây. Với độ sâu tối đa 1,8 m, hai máy bơm ở hai đầu hầm đang bơm để tiêu thoát nước. Tính đến 4 giờ chiều, sân bay thủ đô Bắc Kinh đã phải hủy 226 chuyến bay, chủ yếu liên quan đến Côn Minh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thâm Quyến, Đại Liên và những nơi khác. Một số chuyến tàu cũng bị hoãn. Theo cảnh báo rủi ro khí tượng địa chất nguy hiểm do bộ phận khí tượng ban hành, trong 24 giờ tới kể từ 3 giờ chiều thứ Tư, nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như sụp đổ và lở đất ở Phòng Sơn, Mentawgal, Diên Khánh, Trường Bình, Hải Điến, Phong Đài, Thạch Cảnh Sơn và khu vực miền núi khác ở phía Bắc Kinh là tương đối cao. Trước đó, trận mưa lớn nhất đã xảy ra ở Bắc Kinh trong gần 80 năm qua. Hiện tại, dòng chảy ngược của sông Nam Cương của đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Macao đã khiến đường bị đóng cả hai hướng. Hôm thứ Tư tại ga xe lửa Tây Bắc Kinh, do mưa lớn đã khiến giao thông bị gián đoạn, mọi người đã xếp hàng để hoàn trả vé. Trên đường phố Bắc Kinh, người dân chật vật để đẩy một chiếc ô tô chìm trong nước. Một người đàn ông đang đi trên đường thì bị gió thổi mạnh bay chiếc ô của anh ta. Trận mưa xối xả khiến ít nhất 21 người chết và 34 người bị thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.